Dạ chào anh. Dạ tôi là ba bé Như. Trời tiếc chưa? Tôi biết nhưng mà bây giờ mà nó không thể cái tôi nhào vô đó. Tôi hâm vậy thôi. Mà nghe nè, mình phải biết giữ gìn hạnh phúc của mình, hiểu không? Mình buông ra một cái là mất đó nha. Nhờ nỗ lực của vợ chồng bà Xuân, những hiểu lầm dần được tháo gỡ. Hàng xóm tốt thì hàng xóm tốt, mà ông Lộc mà buông ra là tôi hốt liền đó. Tuy nhiên, khi chuyện vui chưa thành thì biến cố đã bất ngờ ập đến. Đón xem những diễn biến cuối đầy vui nhộn và gây cấn của bộ phim truyện Việt Nam Tết này có má có ba, 21:30 các buổi tối thứ hai thứ ba các ngày 13-14 tháng 2 2023 trên kênh truyền hình 9 Long 1.